Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Cố lên! Ui! Anh em ơi, thẳng tiến ngày 3, cày cúp ATM nào? Vẫn là công việc đầu tiên, nhận thư các kiểu con là điều. Và qua ngày chủ nhật sang ngày thứ 2, thứ 3 thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể nhận được thêm đá ngũ sắc. Và với 20 đá ngũ sắc này thì bắt buộc là phải nâng cấp cho vật cưỡi của mình lên bậc 3 thôi. Mình có 3 bích, mình đi trước nha. Yêu lực tăng thêm một chút này. Đấy, ngon ngay anh em. Ôi, này nâng mắc một phát là như lại phải chờ xong tuần đấy, biết ngay mà. Thôi chỉ được thế thôi. Không nạp thì cứ bình tĩnh mà chơi anh em ạ. Gói tự chọn các kiểu con điểu vẫn phải nhận thôi. Gói siêu hời. Thẻ tháng. Ôi, ở những server cũ hiện tại là chúng ta đang có một cái sự kiện là giảm giá thẻ tháng từ 129.000 xuống 79.000. Rất chi là ngon lành ngày nào, nhưng mà ở server cũ thì không có. Có cái nịt. Đấy, nhà phát hành xếp rát. Tiên duyên phước lành. Mình cũng đã múc cái gói phước lành trị giá 25k. Thế là có thêm tí đào, cả tí bình anh em. Ui chết, nói đến bình với đào mới nhớ. Giảm thời gian cái đã. Còn một ngày 12 giờ nữa. Chắc là đến giữa ngày mai là mình sẽ có thể là all in được cái cây lên 11 đấy anh em ạ. Mình chăm chỉ đi đào đó. Ui chết rồi. Nói mới nhớ, hôm qua ngủ quên. Đã bảo là trước khi đi ngủ là mình phải chịu khó thu thập đào ở trong phần phúc địa cũng như là thu thập bình. Thế mà tại làm sao lại ngủ quên mất, trời ơi. Tiếc qua một đống thể lực ngày hôm qua của 6 con chuột. Phí. Đầy rồi, bình 5. Mình xin. Ui, nhà ông đấy giàu đấy. Còn có cả đào 3 này. Ui lại bình 5. Vậy. Ông nào nhanh ấy. Cướp được không nhỉ? Ui, không cướp được anh em ạ. Khó phết đấy. Cái gì đây? Bình 2 cũng được, bú tạm nha. Tầm này cứ bú bình thôi anh em. Lại tiếp tục là bình 2. Rồi, dưới này xem nào, gấu mèo à? Gấu mèo lại có bình 2. Nhưng mà hết rồi. Hết chuột rồi anh em ạ. Tí nữa mình sẽ lại tiếp tục bú tiếp anh em nha. Qua thất huyền thì ngày hôm nay là bước sang ngày thứ 3. Điểm danh phát. Có một cái túi gì đó rất là ngon màu tím. Cố lên. Ui, vãi cả trường. Cái gì thế này? Hả? What the hell? Ra luôn em kỳ lân này anh em. Ui, đỉnh chóp không anh em ơi. Nhưng mà mỗi tội là không chơi né với cả hút máu anh em ạ. Nhưng thôi, có kỳ lân sưu tầm. Ôi được. Hay thế nhở. May vãi cả trưởng anh em ạ. Và ngày hôm qua thì mình reset được ra một anh ứng long nữa. Nhưng mà chưa có đủ ngự linh thạch. 88 ngự linh thạch đây rồi. Xem nào. Ôi giời ơi, thêm 50 ngựa linh thạch trong ngày hôm nay nữa này. Huyễn cảnh linh thú phải nhận thôi. Hôm qua thám hiểm này. 43.000 điểm mà nhận luôn. Đấy, xem bảo xem bạn lên được 72 ngay. Ôi, kỳ lân. Không biết là trong này em kỳ lân. Ui, lại còn x2 luôn này. Không thể tin được. Trời ơi, nhân phẩm. Wow, được của nó anh em ạ. Lan tỏa sự may mắn đến cho anh em. Lan tỏa. Đấy, như anh em là xem video này kiểu gì cũng sẽ may nha. Trèo vào nhanh phát. Ôi, đau răng quá. Đang bị mọc cái răng khôn anh em ạ. Đau thực sự luôn ạ. Thôn. Cơ duyên thiên địa này. Ôi, bây giờ mà ra chiếu một phát nữa là thôi đấy. Ui giời. Đen. Nhìn chung là nó chỉ hên được ở trong một phần thôi. Còn những chỗ khác thì nó cũng phải đen bớt đi chứ, đúng không anh em? X1 này. U là trời, nhiều bình vậy. 15 bình. Giảm nó tận 1 tiếng 15 phút luôn. Không đùa được. Đấy, anh em thấy ngọt không? Xịn sò con bò đấy chứ. Rồi. Trong phần tinh quái này mình tích thèm tích anh em ạ. Có bao nhiêu là mình vã bình nhiều luôn á. 34 lần nữa là mình sẽ được thêm một tinh quái đỏ nữa. Không biết là em gì. Tiểu long nữ thì lại ôi rồi ôi. U là trời, hoặc là quỷ tướng cũng được. Đáng cần quỷ tướng để mà đi dị thú xâm lược cho nó được nhiều điểm sát thương anh em ạ. Wow, vẫn vui, vẫn sướng anh em ạ.
vẫn đang lâng lâng bâng khuâng vì cái quả mở phát giam kỳ lân đỏ chót. Nhiệm vụ này. Thôi thám hiểm thế thôi. Ui, hai em bé đỏ cái tốc độ mà thu thập nhanh vãi cửa trưởng luôn, nãy vừa mới tí đấy thôi mà đã đấy rồi, 300 điểm rồi. À đúng rồi, hôm nay thì bắt đầu mở ra cái diệt yêu tà rồi. Những ngày trong tuần là sẽ có diệt yêu tà anh em nhá. Rồi, cho cái này sang góc bên này. Còn gì nữa không nhỉ? Cái gì đây? Ice Clubala, anh Linh Andy, ổng, on đều, không. Có cũng hơi on, cũng hơi đều tí. Lúc nọ lúc kia, level 100 rồi. À, để mình xem nào, được bao nhiêu ngựa linh thạch rồi, 270 giờ này. Thế thì đánh dị thú xâm lược thêm một tí nữa là ngon đấy. Nhưng mà trước khi đánh dị thú xâm lược thì mình phải càn quét kiêu chiến yêu vương với cả đi xả đào cái đã. Rồi, xả đào thôi. Cứ thế mà chơi đấy anh em ạ, lần lượt, từng tí một. À đây này, 50 ngựa linh thạch nữa thì đủ luôn rồi, cần gì phải đi dị thú xâm lược. Đây dị thú xâm lược lúc nào mà lực chiến cao cao tí thì đi đánh. Chưa muộn anh em nha. Bắt một em, túi linh thú đầy à. Túi linh thú đầy. Thả bớt. Nuốt chừng đi, đỡ phải thả. Ok. Triệu hồi linh thú. Wow, dòng gì, dòng gì, dòng gì. Ôi dồi, cường hóa trị liệu với cả kháng né này. Chán thế. Thôi, cho vào huyễn cảnh linh thú vậy. Thám hiểm đâu. Anh Long ở trong này bao giờ à? 4 em full rồi à? Thế thì bỏ em này ra đi chả. Bởi vì em này là phẩm lam. Phẩm lam. Ok nhở. Ô này thì mình còn em nào nữa nhở. Anh Long này. Đây anh Long này chưa vào đội này. Đấy cho anh Long đấy vào thì hợp lý hơn. Dưới này thì vứt em ong. Ok. Còn em gì không? Hết tất cả trong đội rồi. Thế thôi, chơi hòm hòm bình tĩnh như thế đã. Reset thử xem là có ra thêm được anh Long ở nữa hay không anh em nhé. Ôi dồi, loan điểu này. Ú là trời. Ú là trời. Không được gì cả. Ui giời, không có gì luôn. Rồi, tạm tạm thôi, hôm nay được một anh Long thế là cũng vui lắm rồi. Lại còn được cả anh Kỳ Lân nữa. Thế là ổn áp rồi anh em nhé. Tiên hữu này. Du ngoạn cái đã không có đầy. Quả nãy giờ chặt cả hơn 100 đào chưa ra món gì hơn lực chiến là sao ta? Ấy. Đây rồi, liên kích. May quá, thay cho món hút máu là tuyệt luôn. Ok. Là trời. Đúng rồi, cứ đào đi. Có đào là ngon. Còn lại những cái khác thì có hay không không quan trọng. Tầm này chỉ cần đào thôi anh em ạ. Đại hội khai tông này. Tăng cấp vật cưỡi. Lại có thêm tí thể lực. Bên này thì hơi khoai nha. Rồi, tông môn. Tu luyện. Có thêm 200 điểm này. Chiêu thú. 1 2 này. 3 này. Tiếp tục là tu luyện nha. Bổ sung thể lực cho chúng mày luôn này. Đấy. Múc đi. Đúng các bạn. Một em xuất sư. Rồi, kháng hút máu. Quá cùi. Em này thì sao? Kháng né, cùi quá. Liên kích. Cũng được. Đến đồng hành luôn. Kháng bạo, kháng choáng. Cái này thực ra là tìm những anh em nào ở trong bang và trong server nó dễ hơn để mà tìm lâu vãi cả trưởng. Kháng choáng. Kháng choáng đi. Tu luyện xem nào. Bổ nhiệm. Ông này đang là cái gì đây? Choáng à? Rồi trận luôn. Cho thêm tí liên kích đi. Đầu game là mình cần liên kích các kiểu anh em ạ. Chiêu thú tiếp tục nha. 1 2 Và 3. Đủ thể lực không? Có.
Hay quá. Ui, choáng. Con này. Bao nhiêu? Lại liên kích. À, kháng liên kích anh em nhé. Mày xuất sư tao xem nào. Kháng né à? Ôi dồi, liên kích. Thôi thôi, tách 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 tách. Xuất sư. Bạo kích. Nhưng mà phẩm trắng quá anh em ạ. Một. Liên kích ơi, ngon này. Hai. Và ba. Có đủ thể lực không? Đếch đủ rồi. Đại hội khai tông có thêm nhiệm vụ. Được hoàn thành 200 điểm thể lực. Ngon. Ok nha. Chết giờ cú quá. À con cóc này. Cho mày đi luôn này. Khiêu chiến. À để mình xem bao giờ thì độ kiếp được. Level 135 mới độ kiếp được phát nữa à. Hơi khoai đấy nha. Đây là có vượt ải trồ huyền không 5.17. Đi vượt thử coi. Cái thằng lực ca này nó khỏe lắm anh em ơi. Có khi là mình phải đổi sang em ứng long thì may ra. Ơ nhưng mà trâu này. Mình đánh đan tay to này. Ơ khả năng là qua được đấy. Ồ. Ơ qua được. Hay quá. Để xem mình vượt phát đến 5.17 luôn không anh em nhé. Con hổ này mà cũng trâu nhở. Liên kích à. Liên kích à. Ây à. Ây à. Ha ha, vẫn thắng anh em ơi. Ồ, quả lực ca này bắt đầu mình chất này. Nó 16 bình, tinh bình thủy nó phải khác chứ. Úi, trâu lắm anh em ạ. Nhưng mà khả năng cao là mình vẫn đánh được. Ừ. Ừ, trời ơi, nó có hồi máu thì phải. Hút máu ác quá. Cái này có suy yếu trị liệu thì dễ. Tưởng thế nào, vẫn qua được anh em ạ. Vã nó luôn. Con hổ vằn. Đấy anh em thấy không? Chơi ông già mặc dù là sức sát thương nó gây ra không được bùng nổ như ứng long, nhưng mà anh em thấy là chỉ số của mình trâu nhờ. Đấy, bởi vì nó cộng mình nhiều mà. Tầm này là ông già của mình đã tăng được khoảng 45% cho tất cả những cái thuộc tính của mình rồi. Thì yêu lực nó sẽ tăng cao, cũng như là những cái chỉ số cơ bản nó sẽ ổn áp. 5.17 lại tiếp tục là một anh lực ca nữa anh em ạ. Nhưng mà bắt đầu là thấy khoai nha. Ấy. 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 Chắc là phải đeo cái kháng phản công thôi. Quả này thua thì mình sẽ ra đeo cái kháng phản công nhé. Đeo kháng phản công là khả năng là vượt được đấy anh em ạ. Lực ca có phản công mà. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Múc. Mày này. Đấy. Thấy bớt phản công hẳn đi anh em nhé. Nãy anh em thấy đánh là nó toàn hiện chứ phản công đây. Nhưng mà bây giờ thì không thể có mấy nữa. Lại còn con cừu này hồi máu nữa chứ. Ôi rồi ôi. Đấy á, đeo kháng phản công quá luôn. Đơn giản anh em nhá. Ôi, cái này tăng ít lực chiến quá. Mà nó là né thì mình không cần, mình đang còn liên kích cơ. Đấy, giờ chỉ còn 8 level nữa. 8 level nữa là 2500. Thì mình cứ cho là 260 đào đi. 260 đào và nhân với cả 10 là 2600. Càng hôm nay vẫn chưa lên được, ngày mai. Ngày mai thì mình sẽ lên được hóa thần hậu kỳ anh em nhé. Hôm nay thì thôi, chịu à. Ngày mai thì mình vừa lên được cây 11 mà vừa lên được tiên thụ. À đâu. Cây 11 với cả vừa lên được độ kiếp này này. Hóa thần hậu kỳ. Hôm nay thì chưa đủ. Chịu 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 chịu. Trong này có cái gì? Nhiệm vụ gì được hoàn thành đây? Vượt ải đúng không? Ok. Treo mày nhanh phát đi. Ấy, được thêm cái nữa này. Cơ duyên X1. Tầm này thì X1 thôi, chắc là đếch đủ X10 rồi, còn 13 tiếng nữa anh em ạ. Bang biết các kiểu 26 trên 26 rồi, full rồi, bang mình đầy rồi. Thôi để cuối ngày thì mình sẽ lọc bang tiếp thôi. Lên 128 này. Phúc địa, đúng rồi, tiếp tục là phúc địa anh em ạ. Ui, toàn đào level 1 thế này. Level 5 có một cái này. Level 2 cũng được này. Tầm này server vẫn còn đang rất mới, thế cho nên là đào nó không có nhiều, đào 3, đào 4 đâu. À, đầy rồi à? Đầy rồi. Hả? Reset đúng không? Ui, hiệu lực cao thế. Chết rồi, đánh nhầm người rồi.
Đánh nhầm người rồi anh em ơi. Ai ui, ai ui. Ai xì bà. Đau 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 đau. Ui. Cú thế nhỉ. Rồi, đây 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 đây, đánh ông này chứ nãy đánh vượt tận 500 bao nhiêu vạn này chết. Lên luôn. 272 vạn đúng không? Múc luôn này. À nhầm. À ừ đúng. À nhầm. À ừ đúng. 736k. U. 100 vạn. Một phệt. Rồi, hết 9 vé rồi anh em ạ. Hết. 253. Ok, tiếp tục là xả đào, lấy thêm vé, đánh tiếp. Cọc. Hết. Huyết mạch thiên tiên, đúng rồi, trong đây huyết mạch. Ờ, cũng gần hết huyết mạch rồi. Thế thì đây. Ờ, đấu pháp, trấn yêu tháp. Úp dự kiến này. Đây nha, mình lấy theo thứ tự này, cường hóa linh thú này, giảm sát thương cuối này, nhạy bén này, siêu linh thú và kháng choáng này. Đó, phản công với cả choáng này. Chọn nhanh. Anh em thấy ok chưa? Đây là mình chỉ cần ấn vào khiêu chiến tiếp thôi. Và nếu như anh em bận thì anh em hoàn toàn là có thể cứ để đấy. Sau đó là đi ăn cơm hoặc đi làm bất kỳ một cái gì đó là nó sẽ tự động đánh cho anh em đến lúc nào mà thất bại thì thôi nhá. Còn nếu như mình canh được thì nhanh hơn. Hoặc thậm chí là anh em nào mà xài LD Player thì hoàn toàn là có thể cài đặt được auto cơ. Và mình không cần phải động tay động chân gì là nó cứ ấn chích vào cái chỗ đấy. Là anh em sẽ vận hành nhanh hơn nhé. Và nếu như anh em nào mà chưa biết cách cài đặt auto trên ứng dụng LD Player thì anh em cứ search trong số cái video hướng dẫn tân thủ. Cái danh sách phát hướng dẫn tân thủ á. Tiểu yêu tầm đạo của mình là mình đã có một cái video anh em hướng dẫn anh em cài đặt auto chơi sướng luôn. Đấy. Thì nếu như anh em mà chơi ở trên PC thôi nha, mình chơi trên mobile thì mình chịu đấy. Chơi trên PC là anh em hoàn toàn có thể tải LD và player về và cài đặt như thế. Ok. Rồi. Dễ này. Với cái quỹ trấn yêu tháp của mình đây, cho anh em xem luôn, cái quỹ trấn yêu tháp trị giá 1.299.000 ạ. Phản công bạo kích à. Thôi mình bỏ đi nha. Mình không thích phản công, tầm này chỉ thích bạo kích với cả liên kích thôi. Trấn yêu tháp Phúc Nguyên đây này. Đấy, hôm nay mà vượt được 18.10 là mình sẽ có thêm khá ngự linh thạch đấy. Và thêm một linh thú cao cấp ngẫu nhiên. Ok đấy. Nhà. Vượt trấn yêu tháp thôi anh em ơi. 16 tầng 7 rồi này. Cua ốc ếch. Ê, cái tầng này cảm giác thấy nó đã trâu bò thế rồi nhở. Ê. Ai à. Hình như là có nhặt được đồ mới, đúng rồi. Phản công thì ngon, mình xin luôn. Khiêu chiến yêu vương xem nào. Đánh cái ải này thử xem nào. Từ nha, mình đi khiêu chiến yêu vương xong lấy thêm đào đó. Để trong lúc mà nó đi chặt cây các kiểu đó, thì mình đánh trấn yêu tháp nó đỡ bị ngắt quãng. Đang đánh hết đào chẳng hạn. Đánh được rồi. Đủ yêu lực qua được rồi. Không biết là đủ không này. Đủ không này. Nó có khi lại đủ ấy. Nhìn cái lượng máu này là tiên lượng là khả năng là ổn áp này anh em này. Rồi. Ha 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 ha. Yên tâm càn quét rồi. Càn quét full luôn. Rồi. Thế là lên 1220 đảo rồi. Ok là luôn. Biết đâu đấy hôm nay mà tích lũy được nhiều trong phần phúc địa đào có nhiều, có khi mình lên được luôn level 135, thế là độ kiếp được luôn lên hóa thần hậu kỳ. Đấy, xì bà, được cái chứ. Né à? Tăng không nhiều mấy. Né, tách. Đây rồi, trấn yêu tháp tiếp tục nha. Ok, úi, anh em thấy bạo kích quả ngon không? Bởi vì ông của mình là cường hóa sát thương bạo mà. Nổ phát bạo kích là phê lắm anh em ạ. Chíu. Lên bao nhiêu? 17 giờ nhỉ? Hay là bao nhiêu ta? Mấy rồi? À, sau 16.10 à? 16.10 rồi anh em ạ. Chưa lên được 17. Cố lên.
Hiện tại thì mình vẫn đang thiếu em bảo khí cách chủ này là tinh quái tím để đi đánh dị thú xâm lược cho nó được nhiều sát thương. Đây là 17.1. Ôi thế là để lên được 18.10 là cũng lâu quá anh em ạ. Dã man đấy. Bỏ cạp các kiểu luôn. Đây là mình vẫn nhìn được góc dưới này, đào nó vẫn đang chạy là chưa có món trang bị gì mới nhá. Còn nếu như đào nó không chạy thì chắc chắn là nó đã ra một món trang bị gì mới, yêu lực tăng lên. Thế lúc đấy mình sẽ thoát bỏ cái trấn yêu tháp này đi và lại xuống cái này để nhặt trang bị. Đây này, ví dụ như dừng lại 1138 này anh em này, tức là có một trang bị mới đã được xuất hiện nha. Thì bây giờ mình ra phát là có luôn này. Bạo kích à? Nhưng mà tăng chỉ số khá nhiều nên mình bắt buộc là phải thay. Đấy, 470 vạn rồi. Tiếp tục là khiêu chiến rồi. Easy anh em ạ. Nói như chung ngày hôm nay là ngày thứ 3 thì mình thấy là chơi bắt đầu dễ dàng hơn một chút rồi. Thì anh em nào mà đang cày cuốc trong cái series này thì nhớ theo dõi hết series này cùng với mình nhá. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và nhớ ấn đăng ký kênh. Cái gì? Nhớ ấn đăng ký kênh để có thể đón xem tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.